Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn makeup theo phong cách tự nhiên để chúng ta có thể tự tin diện đồ đẹp đi làm hoặc đi chơi mà không sợ bị quá khác biệt nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng nước hoa hồng Evoludum Lotion Tonic. Loại này dùng để làm sạch da và cân bằng độ ẩm cho da cực kỳ tốt luôn, đặc biệt là da mụn như mình. Tiếp theo mình sẽ sử dụng kem lót E có tông Makeup Bay của The Face Shop. Loại mình đang sử dụng là loại dành cho da dầu và nó có thể giữ lớp makeup cho các bạn từ 3 đến 5 tiếng mà không sợ bị trôi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng bảng che khuyết điểm và tạo khối All Round Concealer Palette. Đầu tiên mình sẽ sử dụng ô màu đỏ để che quần thâm ngay mắt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng ô màu xanh lá để che những chỗ có mụn và vết thâm. Hôm nay mình sẽ sử dụng kem nền của Maybelline New York Fit Me và màu mình đang sử dụng là màu 125. Khuyết điểm trên mặt mình khá nhiều nên mình sẽ sử dụng thêm bút che khuyết điểm Agri White Concealer của Maybelline để đi thêm một lần nữa. Cuối cùng mình sẽ sử dụng phấn phủ No Color Powder của RCMA cho lớp nền. We have breakfast in bed. Pour the coffee and kiss me. We are both keeping work. Oh, there's a bird singing loud in the palm trees on the beach, laying next to your building, and the ocean is singing even louder. Let's lay here and waste our time. I'm gonna love you like crazy. Let's stay here and waste our time.
tươi quá đậm và sắc nét nha mọi người. Bước tiếp theo, mình sẽ sử dụng mascara chân mày của Etude House và màu mình đang sử dụng là màu số 4. Tiếp theo là mắt, mình sẽ sử dụng màu nâu nhạt tán đều hai bên hốc mắt và sống mũi. Làm như vậy sẽ tạo cảm giác hốc mắt sâu hơn và mũi cũng cao hơn mà không cần tạo khối. Mình sẽ tiếp tục sử dụng màu nâu nhạt để tán hết bầu mắt. Tiếp theo mình sử dụng màu nâu đậm hơn để tán nhẹ ở đuôi mắt và đầu mắt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu nâu đậm và cọ dẹp để nhấn nhẹ đôi mắt trên và đôi mắt dưới. Mình sẽ sử dụng màu nâu nhạt tán đều dưới bộ mắt để bộ mắt được nổi rõ hơn và đẹp kiểu Hàn Quốc. Và mình sẽ sử dụng một chút highlight đánh lên bộ mắt trên để bộ mắt được nổi lên rõ hơn. Sử dụng bảng highlight của Wet n Wild tán nhẹ lên gò má, trán, sống mũi và cằm. Hôm nay mình sẽ sử dụng son dưỡng Fruity Shine Strawberry của Nivea. Tiếp theo mình dùng bảng tạo khối Adorable của NYN. Cuối cùng mình sử dụng son Maybelline Touch of Spy màu 660. Xong rồi đây, nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.